Trước khi bắt đầu video, bạn nhấn ngay nút đăng ký cho mình nhé. Chúng ta thấy được bài toán trên thuộc dạng toán giải phương trình logarit. Bây giờ mình sẽ trình bày bài toán trên theo 3 cách giải khác nhau. Là cách 1. Cách 1 chính là bây giờ mình sẽ đặt ảnh phụ với một ảnh. Đầu tiên mình biến đổi, mình sẽ đặt phương trình đó là 1. Thì 1 tương đương với lại 9 mũ 1 trừ cos bình x. Mũ cos bình x. Cái này bằng 6. Rồi, cái này tương đương với lại 9 chia cho 9 mũ cos bình x cộng 9 mũ cos bình x bằng 6. Bây giờ mình sẽ đặt là t chính là bằng 9 mũ cos bình x. Nếu cos bình x chạy từ 0 đến 1 nên mình sẽ có điều kiện là 1 bé hơn hoặc bằng t và bé hơn hoặc bằng 9. Đó chính là điều kiện của t. Rồi bây giờ mình sẽ thay vào, mình sẽ có là 9 phần t cộng với lại t bằng 6. Mình sẽ biến đổi tương đương với lại, do t đã khác 0 rồi nên mình sẽ nhân chéo lên, mình sẽ được là t bình trừ 6t cộng 9 bằng 0. Mình sẽ viết được cái này tương đương với lại t trừ 3 tất cả bình phương bằng 0 tương đương với lại t bằng 3, phương trình có nghiệm kép t bằng 3. Thì mình sẽ suy ra được là 9 mũ cos bình x bằng 3 thì tương đương với lại 3 mũ 2 cos bình x. Mình đưa cái này là bằng 3 mũ 2, mình lấy 2 nhân với cos bình x luôn. 3 mũ 2 cos bình x sẽ bằng 3. Thì mình sẽ tương đương với lại 2 cos bình x phải bằng 1. Bây giờ mình sẽ chuyển số 1 qua đây là 2 cos bình x trừ 1 bằng 0. Cái này tương đương với lại cos 2x bằng 0. Tương đương với lại 2x phải bằng pi trên 2 cộng với lại k pi. Thì tương đương với lại x sẽ bằng pi trên 4 cộng k pi trên 2. Có điều kiện là k thuộc z. Vậy phương trình có họ nghĩa là pi trên 4 cộng k pi trên 2 với điều kiện là k thuộc z. Rồi đến với cách giải thứ hai thì mình có như sau. Thật đây là cách 2. Thì mình có như sau. Mình sẽ đặt là 9 mũ sin bình x bằng u và 9 mũ cos bình x bằng v. Từ đây mình sẽ suy ra được hệ phương trình theo u và v, đó chính là u cộng v bằng 6 theo yêu cầu bài toán. Và điều thứ hai đó chính là u nhân v bằng 9 mũ sin bình nhân cho 9 mũ cos bình x. Khi đã có cùng cơ số rồi, số mũ cộng lại chính là bằng 9. Thì u và v là nghiệm của phương trình x bình trừ 6x cộng 9. Thì mình sẽ suy ra được là u bằng 3 và v cũng bằng 3 luôn. Nếu phương trình có nghiệm kép x bằng 3 thì ta sẽ suy ra được là mình sẽ lấy một cái đại diện là 9 mũ cos bình x bằng 3 để tương đương với lại cos 2x bằng 0 như mình đã chứng minh lúc nãy. Ở đây mình sẽ tương đương với lại x sẽ bằng pi chia 4 cộng k pi trên 2. Cái này, cái phần từ cái dòng này trở đi thì là cái cách này vẫn giống như cách 1, nó chỉ khác một chỗ là ta đã đặt hai ảnh phụ và nó sẽ tiết kiệm thời gian giải rất nhiều. Xem với cách số 3 rất độc đáo, đó chính là sử dụng bất đẳng thức. Bây giờ mình sẽ đến với cách số 3. Cách 3 chính là sử dụng bất đẳng thức Cauchy. Thì ta có như sau: 9 mũ sin bình x cộng cho 9 mũ cos bình x. Thì đây là hai số dương áp dụng bất đẳng thức Cauchy đã có. Cái lớn hơn bằng, mình để chữ Cauchy ở đây. Rồi, hai lần các bậc 2 của tích chúng lại 9 mũ sin bình x nhân cho 9 mũ cos bình x. Cái này chính là bằng 2 lần căn có cùng cơ số, mình sẽ lấy số mũ cộng lại với nhau là bằng 9 mũ sin bình x cộng cos bình x. Bạn thấy là 9 mũ sin bình x cộng cos bình x là bằng 9 mũ 1 là bằng 9. Căn bậc 2 của 9 bằng 3, 3 nhân 2 bằng 6. Cái này bằng 6. Vậy thì vế trái nó bằng vế phải rồi. Để dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 9 mũ sin bình x phải bằng 9 mũ cos bình x. Khi hai số lấy Cauchy, dấu bằng xảy ra của hai số khi chúng ta áp dụng bất đẳng thức Cauchy là hai số đó phải bằng nhau, tức là 9 mũ sin bình x phải bằng 9 mũ cos bình x. Này tương đương với lại sin bình x
phải bằng cos bình x. Bây giờ mình sẽ chuyển vế qua tương đương với lại cos bình x trừ sin bình x bằng 0. Cos bình trừ sin bình chính là cos 2x, tương đương với lại cos 2x bằng 0. Thì tương tự như hai cách trên, đến đây chúng ta sẽ giải ra được là x bằng pi trên 4 cộng k pi trên 2 với lại k điều kiện là k thuộc z. Như các bạn thấy được, đó chính là với một bài toán đơn giản nhưng chúng ta đã tìm ra được ba cách giải để giúp cho bài toán này trở nên thú vị hơn. Cảm ơn bạn đã xem, bạn thấy video của mình hay và hấp dẫn, đừng quên đăng ký, like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem nhé.